Ok, xin mến chào quý vị và mọi người ạ. Thì em đang ở vườn của anh Tuấn Anh, nông dân tên Xin Cai đấy ạ. Anh ấy có cái biệt danh như vậy đấy ạ. Thì đây ạ, quang cảnh vườn này. Phải nói là khá lâu rồi, hôm nay mới qua. Cây me kia của bác Long cũng tốt, như rừng kìa. Đấy. Bác Tuấn Anh thì đang làm ở phía đằng sau kia. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Rossi, ôi dồi ôi, Luân ơi. Ui, sao lại xếp một đống bia ở đây làm gì này? Hôm nay đầu xuân năm mới anh. Được. Cho cây uống bia. Thôi lạ lạ đấy nhỉ. Đây, ôi, bia toàn Sài Gòn với cả 333 với cả ôi, có cái loại gì kia? Gôn là của gì đây? Gôn. Úi giời ơi, người còn chẳng có bia mà uống. Bia này uống được mà. Hả? Không làm sao đâu mà. Thế mà người còn chẳng có bia uống mà mày cho. Là nhà anh không uống rượu, anh không uống rượu. Nè. Yeah. Thôi hôm nay đầu xuân năm mới mang ra cho cây. Mày sao nhiều ấy, đây là vỏ hay là ấy đấy? Đâu, bia hết mà anh. Cũng đều bia. Bia mà. Úi giời. Nãy làm trò gì nè. Nước ngọt nguyên này, cần ra cho cây uống hết. Nào mọi người nhá, hôm nay đầu xuân năm mới cho cây uống bia nhá. Trời ơi. Ôi không sợ chết à? Không. Ui ôi ôi. Đấy nhá, nói có sách mách có trứng hôm nay cậu này cậu ơi. Đấy nhá, cây này là cây uyên ương mộc. Cây đẹp nhất trong cây, vườn của ông Tuấn Anh. Này. Cây phải nói là con cưng của ông Tuấn Anh. Ui giời ơi, đổ vào đây ui giời ơi. Đây là em đổ nhiều loại luôn nhá, mọi người nhá. Không phải là một loại đâu. Ui rồi cho cả bia xong lại tí lại cho cả nước ngọt tí nữa. Sốc cho mai nó vàng ửng hết cả lên. Ui rồi ôi. Người còn say nữa là. Nhưng mà nói chung là mình hiểu được. Ui rồi. Anh Mạnh đi quay đi chứ. cho cây uống bia chứ. Ui rồi sốc luôn đấy, choáng luôn đấy. Ui dồi ôi, ông này ơi, cho uống hết chỗ này, tối nay quả này nó say thì bỏ mẹ đấy. Mai ra là rũ hết là. Ui dồi ôi, anh Tuấn Anh ơi, Luân nó đổ bao bia vào cái cây này này. Ui dồi ôi, anh ra anh ngăn cản đi không. Mai, ui tòi đấy, ôi mai xong rồi lại khóc thì thôi. Còn đâu hỡi người, ui dồi ôi, hả? Thấy cái lá nó không xuống một tí là nó say bia là chuẩn đấy. Này xong tí nó lại lấy nước cái phụt xả vội. Không phải xả là anh vừa quay video luôn. Độ khoảng 5 tiếng được không. Ôi. Bao giờ xả luôn. Riêng cái video này không bao giờ xả được rồi để là. Nếu mà mọi người có cây về cứ thử cho bia nhưng mà ừ, nếu rồi. Mà cây nhỏ thì cho hai lon thôi. Vừa rồi là anh Duyên của bác Thực có cái bài mới ấy, là thế à? Là dùng đỗ tương à? Ừ. Hôm nay em lá sơn mở em sẽ được quả này là phản kháng lại. Hai ông ý đấy. Bây giờ là thấy cũng hơi ghen tị. Thường là không chơi đỗ tương là mùa này không. Đấy, hợp đỗ tương mà mùa này là mùa hợp bia, có nghĩa là người mùa này uống bia mà lá thì lạnh nhưng mà riêng cây thì không có lạnh. Ui dồi ôi, các bác ơi, thật luôn đấy, không phải là giả đâu đây này. Có như ui dồi ôi, thơm thế nhỉ? Ừ, tưởng nói kiểu nhiều lúc là nói phét nhưng mà toàn toàn làm thật thôi, chết không luôn. Nhưng ôi nhiều lắm. Cái loại bia gôn này là bia gì nhỉ, xem nào? Bia của Đức à? Bia này thơm. À Sài Gòn gôn à, chắc là loại này loại đặc biệt. Vâng, nói chung là của công ty bia Sài Gòn. Sài Gòn gôn là bia đặc biệt đấy. Vâng. Không phải em cho một cây uống nha, em cho nhiều cây uống luôn. Nói thật chứ đến anh còn chưa bao giờ được uống cái loại bia vàng thế mà cây được uống bia vàng này. Phải nói là đúng là đội này dần dần chơi thật thụ rồi đấy. Thế bia này uống được nhá. Đây là gì đây? Trà bí đao hay gì đây? Ôi lại uống cả trà bí đao. Ui giời, các loại. Bia này uống được nhá, em thử uống này. Ui giời. Bia này uống được nhá. Lét bia này không phải bia hết hạn đâu, uống được mà. Z này ai đấy. Z này ai mà uống được. Bia. Ủa. Chuẩn luôn mà, không phải bia hết hạn mọi không người. Không hỏi thật, bí kíp là gì đấy ông Tuấn Anh ơi. Không, đến lúc ôi thấy ơi.
quay lên như này mọi người bia này thơm cực luôn. Sốc. Thơm như loại đặc biệt mà. Bia đặc biệt đấy, bia gôn đấy. Chắc phải có lý do gì đấy đây, ông ấy đổ toàn vào cây đẹp chứ cây dở hở dở hơi ông có đổ đâu. Không không em. Đấy, special á. Đấy không phải là ấy đâu. Không phải là dạng bia, lẹt đẹp đúng không? Bia ngon đấy. Thơm nhỉ? Thơm. Đấy cho cây này. Đây cả lộc vừng nữa. Úi giời ơi. Vườn. Ủa nói đùa chứ đổ hết cái chỗ này nhiều bia phết đấy. Bộ anh tưởng ít à? Đấy là hôm qua ấy. Ừ. Ở nhà còn một ít bia chai này không? Chưa mang ra. Nào mang ra tưới nước. Không phải tại sao lại để lẫn vào đây? Vâng, cứ vứt tạm đấy cho nó gọn. Thì đầu xuân năm mới mà anh. Có gì đâu mà. Mọi người ăn nhậu nhiều rồi. Hôm nay ra cho cây nó uống bia suông. Đấy là nó vẫn thiệt thòi, nó chưa được ăn nhậu. Sân chơi sành điệu. Mày đổ vào cái cây này xem liệu mai nó có chết không? Chết làm sao được. Ai da. Được đổ mai. Cây này không phải ít tiền đâu nhá. Tí cây rồi. Này là tác phẩm anh Tuấn Anh gọi là cột trụ trời ấy. Trời. Con này kinh điển phết đấy anh ạ. Nguồn gốc cũng đắt đỏ phết đấy được. Con đấy có bao nhiêu tiền con đấy? Không biết ai da. Này bây giờ giải nhựa ở đây nhìn ngon không? Đấy úi dồi ôi. Ai da. Tặng anh Tuấn Anh 10 triệu. Yeah. Ừ. Để trong cái chậu nhỏ nhỏ. Được ấy, đường xá giờ nhìn đẹp ấy, đi vào nhìn ngon không này, Luân này. Vâng, thì ở trong khu này cẩu nhiều. Úi dồi ôi, nó co hết vào rồi nè. Co hết đất vào luôn ạ. Vâng, có nghĩa là nó... Anh ơi, ngày cho uống bia, cây quá là dân chơi luôn. Không biết là có ngón nghề gì khiếp không. Không, nó vừa uống bình thường mà. Không hết ăn. Cho cây uống bia là ngoài. Thơm vức. Đấy. Một loạt. Đây này, bia Sài Gòn Special à. Đấy, đây mới là loại đặc biệt. 333 nữa. Được đấy. Úi dồi ôi, đổ hết sạch rẽ này, sau cái khóa nào đây. Đổ cho cây của anh Lương này tí này. Cây này có mà 20 loàng. Thôi em đổ cây của em. Nhưng mà phụ sợ phụ nữ uống bia tí đó lại. Thiếu nữ của ấy, thiếu nữ mà của giờ mà đổ cây của anh Lương mà chẳng hay làm sao em không để. Thôi chỉ đổ cây của em. Ông Tuấn Anh thôi. Ôi, tắm bia. Úi giời ơi. Thế bây giờ cho bia cả nước ngọt vào thì có làm sao không? Chả làm sao luôn. Tốt cây luôn. Ôi thật mà mọi người mà có cây ấy. Ừ. Cứ cho bia nhưng mà với cây nhỏ ấy mình chỉ cho tầm nửa lon thôi. Thế yeah. Thì kể cả là mỗi ngày cho ấy nhưng mà thỉnh thoảng hoặc là mỗi ngày ấy cho vào cây cực tốt luôn. Cực bền cây đẹp. Ừ. Chứng tỏ là giống người nhờ cây như người đúng không? Cũng bia rượu như bình thường đúng không? Bia thôi. À rượu, tức là mà, chơi một loại thôi đúng không? Nồng, bia là bia đúng không? Nồng độ rượu nó à. Nồng độ vào thì ôi, sốc. Em cho cây của anh Dương uống nhá. Anh Dương ơi, cây uống bia nhá. Cây là cây con gái đấy, uống tí nữa nhanh say lắm đấy. Da phấn má hồng. Alo. Bảo tự cậy ra bỏ cái móc không em phải bỏ nó ra xong em nhìn quả pin không nhìn quả nào nó vừa thì em lấy bảo nó lấy cho chứ nó làm sao nó biết được nó chỉ bán thôi.
Nó có nhiều loại lắm, nó cứ vừa là được chứ cứ gì phải loại đấy đâu mà. Thì cứ lo, tức là em tháo quả pin ấy ra, nhờ anh Khanh anh tháo quả pin ấy ra, mang quả pin ấy vào trong Bách Hóa, cầm vào thôi, mua đúng loại như thế, độ dày nó như thế, tại vì nó có cái loại nó dày mà. Nó thay cái gì, nó chỉ bán pin thì bọn họ biết gì mà thay, mình mua về mình lắp vào chứ. Mấy bác dám bảo bia hết hạn, bia vẫn không thì bảo ngon. Ai đấy, bia đấy. Thế nhá, bia uống ngon hết hạn. Các bạn ông Tuấn Anh ông không uống nhưng mang ra vườn em cứu cần. Hết hạn là hết hạn thế nào, uống bình thường uống được mà. Không lại bảo là thằng này bia. Thế là lôi bia hết hạn ra. Lôi bia hết hạn ra tiệt cây. Được, xem nào. Không có. Ui dồi ôi, bao nhiêu một đống như này. Nước này để lâu trong veo này. Anh Mạnh xem thầy em còn cái tác phẩm là tâm huyết để em tưới nốt. Xem con nào lả lướt, yếu yếu mọc chậm. À để tích thích tăng trưởng đúng không? Hôm nay mình toàn cho cây khỏe đâu. Thực ra bia đóng trong lon này nó còn hơn là bia chai kia. Chai kia. Mà đắt hơn cái gì ấy chứ. Ui dồi ôi, dễ mọc lòi cả da ấy đây này. Dễ mọc lòi cả da. Đúng không? À đấy, cái tác phẩm của Lão Tâm Huyết đây đúng không? Vườn của nông dân dạo này đẳng cấp rồi đấy. Anh Tuấn Anh ạ. Thế à? Ừ. Mọi người đến vườn anh Tuấn Anh cứ mang bia đến nhá, cho cây uống. Lên level cao rồi đấy. Cứ bỏ ông nông dân này không bán cây, tôi mang bia đến cho uống chết cây. Cứ mang bia đến cho uống nhá. Ơ anh ơi, cái sau cái cây này cái bể trước không tháo ra, không bỏ ra. Cho cả cái bể cũ lên cái bể mới này à? Ờ cái đấy, cái đấy cái nào cơ? Cái xi này này. Đâu? Ừ, cái khay ở sau bên này, kết thúc của anh ấy là sau khay là vẫn là thả nước. Đây là cái khay để anh kỳ đá lên. Đây thử ăn được kỳ đá lên mà. Đấy, thì anh đặt cái khay này, trồng lên. Đây là khay để ấy mà, kỳ đá thôi. Như ở khay bên tông. Biết rồi. Thoải mái, ui Tùng là sướng là khác đi. Tùng uống bia không? Tùng nó uống bia người còn được cơ mà. Đây, Tùng hỏi Tùng uống bia không? Nói chung là tất cả các loại cây uống được bia nhá. Nhà bác nào có hoa đẹp đẹp cứ làm một lon vào đấy. Chú chơi như này là chơi thuộc dạng ấy rồi đấy, thuộc dạng là dân chơi thực thụ rồi đấy, đẳng cấp cao rồi đấy. Dưới kia nó cho luôn kia kìa. Đâu anh? À, rồi rồi, thoải mái ấy. Đây nhá, mình thử hoa luôn nhá. Mẫu đơn đấy. Không phải nói phép mọi người, không lại bảo là nghe thằng này về chết cả cây. Kia cho cây hoa đồng tiền ngày mai có. Ồ, xem có lụi không? Chết làm sao được. Mời cây. Đấy. Mời cây uống bia không mời chú Mạnh à? Lạnh lắm em không dám Mạnh uống. Lạnh, em thử rồi. Cho cây uống nước ngọt nhá. Cái cây này mà mùa này rêu xanh phết à. Cây này là cây gì anh nhỉ? Thanh hao à? Sa tùng. Sa tùng. Kim sa tùng. Cho cây uống nước ngọt. Fanta đấy à?
quá chất trời đấy. Úi giời. Đấy, ông Hiền ông ăn chay mà phải cho cây của ông ấy uống nước ngọt. Dầu ấy khiếp không? Thơm thế. Fanta toàn vị cam. Ôi chết rồi, cho bí đao này mai ra chuột nó lại gặm hết cây. Thôi em cho 1-2 lon nước ngọt thôi để uống. Nước ngọt uống được anh. Bia uống được. Quá là độc đấy. Cam nhá. Cho uống thật. Sợ. Thôi đi. Sợ lo lắm. Mai nó chết cái thì toi đấy. Đâu anh chỉ điểm con nào em cho uống con đấy. Mai nó tỏi chết đấy. Nhưng nói đùa ông Tuấn Anh này làm thật như là cây bim bim đẹp của anh Tuấn Anh ấy nhá. Bao nhiêu video chứng minh rồi nên là không cần lo đâu. Cái các bác có làm thì cứ vô tư mà làm. Cây bim bim đẹp đẹp của anh Tuấn Anh ấy nhá. Riêng cái này cho hẳn một lon. Thế cho 2-3 lon hả? Ui. Như nó tràn chậu tốn bia lắm. Ui, con này uống khỏe phết, một mình hết một lon. Mình uống mãi mới hết, nó uống trong vòng mấy giây hết lon, kinh thật. Con này uống được đấy. Thôi em dừng video ở đây, xong rồi cứ quay nhiều các bác ấy. Cho cậu kia cậu cho bia, à cho cây uống bia nốt. Thôi để em cho uống nốt.